Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Nghệ sĩ Tây Linh về nước làm từ thiện sau hơn 20 năm định cư tại Mỹ. Sau nhiều năm định cư tại Mỹ, nghệ sĩ Tây Linh khiến người hâm mộ thổn thức vì được tổ chức chương trình từ thiện ý nghĩa dịp Tết Nguyên đán. Từ lâu, cái tên Tây Linh đã trở thành biểu tượng trong lòng những người yêu mến và người hâm mộ cải lương. Năm 2003, Tây Linh gây tiếc nuối khi quyết định sang Mỹ định cư và hạn chế con đường ca hát. Mới đây, Tây Linh có chuyến thăm quê hương sau 20 năm xa cách và đúng dịp Tết Nguyên đán. Cùng trong lần trở về này, nữ nghệ sĩ đã dành thời gian làm từ thiện. Đến thăm bà con nghèo tại phường 1, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh và gửi tặng 120 phần quà ý nghĩa trị giá hơn 60 triệu đồng. Tây Linh mong muốn góp sức mình mang đến cho bà con cái Tết ấm no vui vẻ hơn. Chuyến đi có sự gặp mặt của người bạn diễn ăn ý của Tây Linh là nghệ sĩ cải lương Vũ Linh. Nghệ sĩ Minh Tâm và Tây Linh trở về sau 40 năm định cư tại Pháp, cùng tranh thủ gửi thời gian thăm. Nghệ sĩ Minh Tâm và Tài Lương trở về sau 40 năm định cư tại Pháp, cùng tranh thủ thời gian về thăm quê hương, đi đến thăm bà con bên cạnh đó. Nhiều nghệ sĩ trở và các fan hâm mộ tiếng hát của Song Linh cùng đồng hành trong chuyến đi này. Chuyến đi đã mang đến nhiều cảm xúc hạnh phúc cho tất cả thành viên trong đoàn. Sự yêu thương của bà con địa phương đã góp phần cho chương trình trở nên ý nghĩa hơn và cái tên Tài Linh luôn đẹp, tràn vẹn trong lòng người hâm mộ. Thập niên 1990, Tây Linh nổi lên như hiện tượng, cô có nhiều vở diễn hợp cùng cố nghệ sĩ Vũ Linh tạo nên ấn tượng với công chúng. Đến nay, video của Tây Linh quay rất nhiều và gần như không nhớ nổi, lúc thì những video tân cố do duyên, khi là những vở cải lương tâm lý xã hội và chuộng nhất là những vở tuồng cổ như Thần Nữ Dương Ngũ Linh Kỳ, Tình Nước Xuyên Trăng, Lương Xuyên Bà Trúc Anh Đài, Tam Cá Châu Ngọc Long, Chiêu Quân Công Hố. Đang ở thời đỉnh cao sự nghiệp, nghệ sĩ Tây Linh bất ngờ qua Mỹ định cư từ năm 2003, theo diện đoàn tụ gia đình. Những năm đầu ở nơi đất khách quê người, cô làm đủ nghề để kiếm sống. Một thời gian dài sau đó, Tây Linh bắt đầu nhân show biểu diễn để làm người ngoài đi nội nhớ nghề. Cô từng kể lại vào những dịp cuối tuần đi hát phục vụ bà con và khán giả, việc sống ở Mỹ rất ủng hộ cải lương. Khi đi diễn, Tây Linh luôn cố gắng diễn trích đoạn cải lương, dù rằng nếu hát ca nhạc nhẹ cho mình hơn để người Việt có thể thưởng thức. Để truyền bá cải lương, Tây Linh thường giới thiệu tóm tắt nội dung từng vở tuồng trước những trích đoạn biểu diễn để khán giả, đặc biệt là người trẻ, hiểu hơn về bộ môn truyền thống này. Tuy nhiên, nhiều năm trở lại đây, cô dần rời xa sân khấu, cuộc sống kín tiếng và dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Từ khi hoạt động nghệ thuật cho đến khi lui về ở Ấn, Tây Linh không vướng vào scandal, giữa nghề nghiệp và cuộc sống đời thường Tây Linh rất trôi. Tây Linh từng chia sẻ, tôi rất rạch trôi giữa sân khấu và cuộc đời. Trên sân khấu mình có là ông hoàng bà chúa, nhưng khi trở về nhà cũng chỉ là người bình thường. Tôi là người đơn giản, không đòi hỏi gì cao, với tôi có nổi tiếng hay không cũng vậy. Chỉ cần sự bình yên cho gia đình là đủ. Khi không hạt, tôi vẫn là người vợ, người mẹ, vẫn là người công việc nội trợ, chăm sóc cho chồng con như bao phụ nữ khác. Tôi hài lòng với những gì mình đã có. Gần 23 giờ tại California, Mỹ, ca sĩ Quang Thành nhận được cuộc gọi tin báo nghệ sĩ Vũ Linh đã qua đời từ Tài Linh. Bà đã khóc nghẹn ngào suốt 15 phút. Bà nói lại, dù biết là anh Linh đau bệnh nhiều, nhưng không ai muốn ngày này nghe chị kể vài kỷ niệm, còn hai chị em cùng khóc. Ba người quan trọng nhất trong cuộc đời nghệ sĩ Tài Linh là thầy dạy nghệ sĩ Thanh Tòng, người chị thân thiết nghệ sĩ Ngọc Đáng và Vũ Linh, bàn chuyện mảnh ghép hoàn hảo trong nghề. Tài Linh nghẹn ngào kể, nghệ sĩ Ngọc Đáng qua đời khoảng thời gian này năm ngoái, giờ đầu nghệ sĩ Ngọc Đáng chưa bao lâu, nghệ sĩ Vũ Linh mất khiến bà bị quan. Trước đó, Tây Linh dự định tháng 3 về Việt Nam thăm gia đình nghệ sĩ Vũ Linh, nhưng chuyện gia đình không thể thu xếp về nước nên bối rối rất tiếc. Nhiều năm nay, Tây Linh rời xa sân khấu,
nhưng vẫn liên lạc theo dõi Vũ Linh, biết tin Vũ Linh mất. Bà thông báo cho những người quen. Những lần vì nước tẩy Linh luôn đi thăm đàn anh và cầu xin Vũ Linh ngừng hút thuốc, thức khuya vì không tốt cho sức khỏe. Trong cuộc trưng cầu ý kiến báo sân khấu thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 1991 đến năm 1992, nghệ sĩ Vũ Linh Tài Linh được đông đảo khán giả bình chọn là những đôi bạn diễn được yêu thích nhất trong bảng danh sách này. Vị trí của họ chỉ đứng sau nghệ sĩ Minh Vương Lê Thủy, vốn là hai ngôi sao kỳ cựu. Vũ Linh từng có diễn cùng nhiều nghệ sĩ như Phương Hồng Thủy, Thanh Thanh Tâm, Ngọc Huyền, Thầy Mỹ, Thanh Hằng, Thanh Ngân, Hương Lan, Phương Mai. Tuy nhiên, khán giả yêu thích nhất khi ánh sáng đối với Tài Linh. Họ có 16 năm diễn chung trên sân khấu và truyền hình đều tưởng thành từ nhiều đoàn diễn ở tình lễ trước khi cùng tỏa sáng. Theo nhận định của các nhà chuyên môn nghệ thuật, Vũ Linh Tài Linh chinh phục khán giả tạo thành đôi đẹp thanh mai trúc mã, hòa quyện vì lời ca lẫn diễn xuất. Ngoài ra, điều quan trọng nhất là cả hai luôn biết làm mới mình. Nghệ sĩ Lê Thiện, tướng đoàn hai nhà hát Trần Hữu Trang, ký đôi nghệ sĩ rõ ràng là đào kẹp tính. Vì vậy, khi gia nhập đường đời xuống sân khấu, chuyên nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh, nơi kỳ tụ nhiều nghệ sĩ tiên tuổi gạo cội, cả hai luôn tập trung chăm chút, tập luyện. Vũ Linh nhanh nhẹn, sáng tạo, có sự đầu tư trong từng vai diễn, nên anh đi trước mở đường, dìu dắt đàn em, còn Tài Linh luôn theo chân đàn anh. Nếu lâu nay trong lĩnh vực cải lương tưởng cố, các nghệ sĩ còn nhận nói, có truyền thống theo nghề nhiều đời, thì hai gia tộc Minh Tư, Hình Long chỉ riêng vì diện, còn giọng ca không được tốt đại cho lắm. Sau đó xuất hiện của nghệ sĩ Vũ Linh vừa ca vừa hay. Vũ đào giỏi, sức trẻ, nỗ lực tràn đầy, với hơn hết là có tư duy đạo diễn. Đó là vở tường nào có anh, có Tài Linh thì thành công vang dội. Thời cải lương video phát triển vượt bật, Vũ Linh Tài Linh đã cùng xuất hiện nhiều nhất trong các vở cải lương gây tiếng vang đối với khán giả kiều bào ở hải ngoại. Mỗi tháng có 15 vở diễn, được dàn chừng thì 10 vở có mặt Vũ Linh Tài Linh. Đạo diễn nhà báo Thành Hiệp nhận được cho đến nay, hai nghệ sĩ Vũ Linh Tài Linh vẫn là hiện tượng của cải lương video tưởng cố một thời, không ai sánh kịp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.